Rồi, hello các anh em nha. Thì hôm nay em lên cho anh em thêm một bộ phục cho Kia Carnival nha. Bộ này thì chưa bao giờ là hết hot nha. Carnival nó bị cái tình trạng là cạ gầm, cho nên chúng ta phải lên cái lò xo này. Lò xo zin của nó thì phi nó chỉ có 16 thôi, cả trước cả sau. Lò xo trước bên em sẽ cao hơn 4 phân, lò xo sau sẽ cao hơn là tầm khoảng 2 phân nha. Khi chúng ta lắp lên xe, xe chúng ta sẽ cao hơn là tầm khoảng 4-4 phân rưỡi và sáng gầm nha anh em. Và đây là cái phục của em nói nha, rất to, rất cứng cáp. Phục bên em thì tất nhiên rồi, to hơn cái phục zin, cái ống dầu này, đấy, ống nhún này to hơn phục zin. Thì phục nó to hơn nha, cao hơn 2,5cm nha. Đấy, tại vì lò xo cao hơn thì phục của chúng ta cũng phải cao hơn để đáp ứng được nhu cầu nha. Chúng ta căn chỉnh được 16, cái nấc cũng mềm trên đây. Đằng sau thì chúng ta căn chỉnh bên cái thân chi phục này anh em, thấy không? Đấy, cái này nó khác với phục kia Serona nha, chứ không phải là giống nhau như anh em nói trên mạng nha. Rồi, chào anh em nào có nhu cầu đặt tin liên hệ em Dân.